Chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể ép cái ứng dụng á nó luôn luôn chạy như cái quyền là administrator. Như các bạn biết thì từ cái Win 7 á, trở về sau á thì nó sẽ có thêm cái phần là giới hạn cái quyền chạy. Chỉ có những cái người nào mà có quyền cao á thì các bạn mới có thể sử dụng cái chương trình. Thì các bạn cho nó chạy cái quyền cao nhất á là ad Administrator này. Như các bạn cũng nhớ là hôm trước mình có nói về cái phần Photoshop á, thì nếu như mà các bạn tạo một cái file mới á, mà các bạn muốn ghi chữ tiếng Việt được trong đây á, thì các bạn nhớ là mình sẽ không có làm được cái này nè. Ví dụ như ở đây mình sẽ mở luôn cái Unity lên nha, mở lên nè. Thì ở đây giả sử như mình chọn cái bản mã là Unicode nha, rồi mình bấm đóng nè. Thì bây giờ các bạn muốn gọi tiếng Việt á, thì ở đây mình sẽ thử cho bạn coi. Các bạn không thể nào mà gõ tiếng Việt trực tiếp ở đây được, do cái phần mềm Unity á, nó đang được mở ở chế độ bình thường, thông thường ha. Cho nên các bạn không có gõ tiếng Việt trong đây. Để gõ được tiếng Việt trong cái phần mà Photoshop này á, thì các bạn phải chạy cái thằng này nè, cái Unity á, với cái quyền là admin thì nó mới làm được. Bây giờ mình lít phải mình tắt nha. Bây giờ nếu như mình chạy bằng cái quyền admin này, các bạn lít phải, các bạn chọn rank S Administrator. Nó hỏi các bạn có đồng ý hay không nè, các bạn yes nè. Thì bây giờ các bạn có thể ghi tiếng Việt được bình thường ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà mình đã cấp phát cái quyền chạy với cái quyền admin đó, đối với cái phần mềm Unity đó, thì bây giờ các bạn có thể nhập bình thường. Tuy nhiên mặc định đó, thì mình thường thì bật cái này đó, nó chạy chung với Windows luôn. Cho nên thường thường hay nó sẽ chạy á, nó chạy với cái quyền là bình thường. Cho nên mỗi lần mà dùng Photoshop á, thì mình phải cắt bỏ cái này, rồi mình mới lít phải vô đó mình chọn Rank S. Thì cái này nó tốn cái thời gian của mình ha. Mình không thích nó làm như vậy. Mình muốn là khi mà mở cái Unity này lên thì nó phải chạy luôn với cái quyền là admin này luôn. Thì làm thế nào để có thể bắt nó chạy với cái quyền này? Bây giờ mình sẽ thiết lập cái phần đó cho bạn xem nha. Các bạn lít phải vào cái chương trình mà muốn chạy với cái quyền admin á, các bạn chọn property. Thì lúc này các bạn sẽ bật lên một cái cửa sổ ha, property quản lý nè. Bây giờ các bạn sẽ vô cái phần, các bạn sẽ chọn cái thẻ là compact nè. Sau đó các bạn thấy ở trong cái mục setting nè, nó sẽ có một cái mục gọi là run this program administrator. Tức là khi các bạn chết cái này vô thì cái phần mềm này á, nó luôn luôn chạy với cái quyền là administrator này. Sau đó các bạn nhấn OK. Thì các bạn coi ở đây mình chưa có mở nè. Bây giờ mình double click vô mình mở nha. Thì bây giờ á, mình không cần phải lít phải, mình chọn Run ha, các bạn thấy nó luôn luôn bật lên luôn nha. Bây giờ mình ghi thử nè. Thì các bạn thấy mình đã có thể sử dụng được với cái quyền admin rồi ha. Thì đây là một cái thủ thuật nhỏ ha, để các bạn có thể kêu là ép cái chương trình nó chạy với quyền admin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Chào các bạn.